Ok, thông báo, songcovertv.com đã thay đổi giao diện hoàn toàn rồi nha anh em. Và nếu như anh em đang cần tới kim cương, cần tới arc game và cần tới rất là nhiều những thứ khác thì anh em hãy đến ngay với songcovertv.com với hàng ngàn những cái ưu đãi đang chuẩn bị chờ đón anh em đấy. Ấy yo, mày yo. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Gao Bạc TV. Trong ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một clip mà mọi người cho phép mình được trải lòng ở trong clip này. Mọi người ạ, thật ra ấy, thì có lẽ là cái lúc mà tớ đăng cái clip này lên thì tớ đã trải qua cái giải đấu Free Fire All Star được 2 ngày, tức là giải đấu dành cho các streamer, các youtuber trên thế giới sẽ cùng nhau đấu ở trong game Free Fire của chúng ta. Và điều đầu tiên mà mình muốn làm khi mà mình quay clip này, và cũng là cái điều quan trọng nhất và mà mình muốn gửi gắm tới cái clip này, đó chính là mình muốn gửi một lời xin lỗi chân thành. Một lời xin lỗi bằng cả hết tất cả những cái gì nỗi lòng của mình, bằng cả con người của mình. Mình muốn gửi một lời xin lỗi tới tất cả các bạn, tới những ai đã ủng hộ Việt Nam và nói Việt Nam nói chung, và những ai đã ủng hộ team của mình, tức là team Cơm Tấm nói riêng. Thật ra mọi người ạ, mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người, bởi vì giải đấu này nó là một giải đấu mà bọn mình mang một cái màu cờ sắc áo của nguyên một tổ quốc, một đất nước, và bọn mình mang trên danh nghĩa là những người con của Việt Nam đấu với các bạn bè quốc tế. Nhưng mà bọn mình thất bại. Thì như thế này mọi người, có lẽ là đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy thua, mà mình cảm giác là khó chịu nhất. Cho nên là mình cũng muốn gửi tới clip này, bởi vì thật sự ấy, những cái lúc mà mình đọc bình luận ở rất nhiều các kênh chat khác nhau thì mình cảm thấy là bọn mình bị chửi rất là nhiều bởi vì thất bại. Và ngược lại thì cái này mình cũng phải xin lỗi team của mình một tí, bởi vì là team của mình trước khi vào game thì đã thống nhất là sẽ không đọc comment, nhưng mà mình đã đọc comment kênh chat của mình, và mình cảm ơn tất cả các bạn, những ai đã nhắn tin, những ai đã comment lên là anh ấy cố lên, không sao cả, thua keo này bài keo khác, hay là tất cả những comment mà các bạn đã ủng hộ bọn mình. Và mình cảm ơn về điều đó, mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhưng mà thật sự mọi người, đây là một giải đấu mà mình cảm thấy là bọn mình thua không phục, thật sự là thua không phục, bởi vì là nó cay lắm mọi người ạ. Bọn mình luyện tập một thời gian rất là dài, 10 ngày ròng rã, bọn mình suốt ngày cứ ngồi chơi tử chiến 5-6 tiếng, 7-8 tiếng, nhưng mà cuối cùng kết quả thu về thì lại là một cái thất bại. Và nếu như là thất bại bởi vì bọn mình yếu thì mình đã không cảm giác cay cú, mà thật sự mọi người, có lẽ là mọi người nên xem stream của bọn mình trước đây. 5, 2 mà. Kì Monkey, Monkey đây 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 ẩu ta, em bị lag anh ơi. Trời đó ơi, là em trời đi. Cái gì vậy ông nội? Cứu được không? Sao cứu được? Em đang cái nóc rồi. Trời ơi là trời, cái gì vậy ông nội? Binh 300 này nè, không biết gì đâu, vẫn đang sống cái này. Ủa vậy báo nhà mày đi. Đi cào vãi. À cái gì nhiều nét ông nọ. Binh gì mà bác lên 4-500. Báo nhà phải gần đi em ơi, báo nhà phải gần đi em ơi. Bảo anh em nào bắt mạng Happy Streamer tắt đi cái. Anh ngồi sụp găng đấy. Quá mẹ, chịu luôn á. Mó tay. Nết này phân kia.
Nét em ơi, nét em bên kia. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Còn chậm luôn. Ráng ngay. Nét em bên kia, nét em bên kia. Bên kia nét. Không được đồ này. Anh bị lắc này, đắc bị lắc luôn, không di chuyển được à. À, anh không biết giờ nằm, anh không biết giờ nằm ở đâu luôn á. Nóc vừa nóc, nóc hay không? Một thằng trên nhà gà nhá. Một thằng nhà gà nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh nhau. Cứu được không đó? Ổn ổn ổn, em cứ lo cho em đi, em cứ lo cho em đi. Ok. Má mẹ anh lắc quá, không có gì diễn được. Em cứ lo cho em đi, em cứ lo cho em hai thằng nhà này. Chạy ra trước cho luôn bắt đầu không? Tí là bo. Trên nhà gà có không ta? Gục một cái ta. Đủ quá mẹ. Má mẹ anh lắc di chuyển không được. Cố lên em ơi. Cố lên em ơi, cố lên. Cố lên một ngố. Bắn cái đạn, bắn gào. Gào lắc rồi đó. Cố lên mà. Gào đắt rồi. À, thua. Mày nếu này chịu rồi. Có thua được chứ. Má, mạng này sao bắn anh em? Chịu rồi, thua. À. Mạng này sao bắn? Chịu. Mặt bò quá. Mạng này sao bắn anh em? Bắn rồi vẫn kêu, bật cho nó. Thật ra là như mọi người đã thấy thì không, bọn mình không có được mạng ổn định. Và cả team của mình thì 4 người thì sẽ có 2 người bị lag. Ở trận đầu tiên gặp Boba và trận thứ hai gặp Boba ở lượt thi đấu tử chiến thì bọn mình đều bị lag. Và thậm chí giống như là Funky em còn chưa biết là Funky em đã nằm xuống cơ. Và điều đó khiến cho bọn mình bị một cái cảm giác là sợ. Bởi vì như mọi người, nếu như mà các bạn coi full giải thì các bạn đã biết là bọn mình giao tranh không có thua. Nhưng mà thua ở đây là bọn mình bị ném bom chết. Thì tại sao mà bọn mình bị ném bom chết? Bởi vì là bọn mình lag, bọn mình không dám công lên. Thì các bạn chơi game nhiều thì chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? Khi mà mọi người đang bị lag ấy, thì kể cả mọi người có công vào, mọi người chết lúc nào mọi người không biết. Thậm chí là thằng địch nó đang đứng ở đây và mọi người đứng ở đây, nhưng mà tới khi thằng địch nó chạy nó tít đầu này rồi mọi người vẫn thấy thằng địch đứng ở đây, thì mọi người nghĩ là bọn mình có dám công không? Thật sự là không dám công mọi người ạ. Bởi vì là công vào thì sẽ thua, cho nên là bọn mình chờ một cái may mắn ở đây. Có thể là mạng sẽ ổn định trở lại, hoặc là may mắn ở đây có thể là vô tình một quả nết nào đấy bọn mình ném ra có thể làm được 2-3 địch ở bên kia. Thật sự là bọn mình đã phải thi đấu một cách rất là thụ động, quá thụ động, và bọn mình thất bại hoàn toàn. Thật ra là ở trận đấu đầu tiên khi mà bọn mình gặp với các đội ở bên nước ngoài, ở bên khu vực châu Âu, châu mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà nói chung là đội mà có tên tiếng Việt là Sầu Riêng ấy, thì lúc đấy mạng của bọn mình không lag và bọn mình bắn rất là bay. Nhưng mà tới khi mọi người có hiểu cảm giác nó bị rén ấy, thế cho nên là thành ra bọn mình đã thất bại. Nhưng thua là thua mọi người ạ. Và chúng ta phải chấp nhận điều đấy. Đây là một clip mà mình muốn gửi tới những bạn không hiểu những cái chuyện gì đã xảy ra với bọn mình, và những bạn chỉ xem stream ở trên kênh chính và các bạn không coi về cá nhân của bọn mình. Bọn mình đã phải trải qua một cái cảm xúc mà mình nghĩ là nó tệ nhất cho tới thời điểm hiện tại mình trải qua, và chính là cảm xúc bất lực. Thật sự thì bọn mình đã bất lực hoàn toàn vì mạng lag. Không chỉ riêng những ngày thi đấu tử chiến mà kể cả những ngày cái ngày thi đấu cuối cùng thì cũng vì mạng lag, cũng vì này kia mà không có thể nào bắn cho nó nghiêm túc được. Và nói chung là clip này mình xin phép một lần nữa gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai đã luôn luôn ủng hộ Việt Nam
đã giúp bọn mình được ra ngoài thế giới thi đấu. Và đây không phải là thất bại lần đầu tiên của mình, nhưng mà đây là thất bại mà mình cảm giác là bị cay đắng nhất mà trước giờ mình gặp. Thật sự mọi người ạ, nó là cảm giác thì cay đắng nhất tới thời điểm này. Và mình xin phép được xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều. Mình chỉ mong là các bạn hiểu cho bọn mình và có thể tiếp tục ủng hộ cả team bọn mình, có Bác Gấu, Phân Kia Em, Đắc, tất cả mọi người. Và mọi người sẽ không bỏ rơi bọn mình chỉ vì những cái trận đấu nó không có đáng như thế. Và có lẽ là cuối clip này thì mình xin phép là mong mọi người một lần nữa hãy tha thứ cho bọn mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.